buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy. Nếu chăm chỉ làm 3 việc này, thận sẽ khỏe mạnh, chẳng lo hư yếu nhé. Và việc đầu tiên là chúng ta sẽ massage tay của chúng ta. Sau khi mà chúng ta thức dậy vào buổi sáng, mọi người nhớ ngồi dậy từ từ thôi. Và dành 5 phút để xoa bóp tay của chúng ta. Bởi vì theo y học cổ truyền thì tay có thể phản ánh được sức khỏe của thận của chúng ta. Thận khí tốt đồng nghĩa với việc là thính lực của chúng ta sẽ tốt. Và do đó khi thức dậy vào buổi sáng, bạn nên dành một chút thời gian để xoa bóp, massage cho tai. Và điều này sẽ giúp kích thích một số sợi dây thần kinh ở trên tai. Từ đó sẽ thúc đẩy một số quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp khí huyết của chúng ta lưu thông và có lợi cho sức khỏe của thận. Thứ hai đó chính là uống nước, một trong những cách để duy trì sức khỏe tổng thể. Và sức khỏe của thận chúng ta là uống một cốc nước ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy, có thể giúp cơ thể chúng ta loại bỏ một số chất thải, những chất độc tố ra khỏi cơ thể một cách dễ dàng và đồng thời có thể làm giảm áp lực lên thận của chúng ta một cách hiệu quả. Chúng ta uống nước cũng là một cách tốt nhất để phòng tránh bệnh sỏi thận mọi người nhé, và làm giảm gánh nặng cho thận của chúng ta. Thói quen thứ ba cũng rất là đơn giản. Chúng ta có thể đi tiểu kịp thời. Một thói quen nhịn tiểu có thể khiến cho các chất độc hại trong cơ thể chúng ta không được đào thải ra ngoài, và thậm chí chúng còn chảy ngược vào trong máu và làm cho cơ thể chúng ta bị nhiễm độc, nhiều khi làm ảnh hưởng đến chức năng của thận, gây ra những bệnh nhiễm trùng, viêm thận. Và nhìn chung, khi cơ thể chúng ta đang ở trạng thái ngủ thì quá trình trao đổi chất của cơ thể chúng ta sẽ diễn ra ở một cách chậm chạp hơn. Nhưng lúc chúng ta ngủ dậy thì các chất độc cần phải được thải ra ngoài. Do đó, sau khi chúng ta thức dậy buổi sáng, bạn cần đi tiểu kịp thời, tránh trường hợp nhịn tiểu nhé cả nhà. Nhớ áp dụng 3 cách này để giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, và đặc biệt là hai trái thận của chúng ta luôn khỏe nhé. Hy vọng với những chia sẻ ở trên sẽ giúp ích được cho các bạn. Chúc các bạn nhiều sức khỏe. Hãy follow kênh để luôn nhận được những video hữu ích nhé.